mình sẽ làm một video về ẩm thực các bạn nhé. Hôm nay mình có đi ra ngoài chợ, mình có mua một ít thịt heo và ít đậu về cho vợ mình gói bánh. Hôm nay vợ mình sẽ gói bánh, mình sẽ quay quy trình làm bánh tét như thế nào các bạn nhé. Hôm nay làm bánh tét, bởi vì lâu lắm rồi mình ở miền Nam, mình rất là thèm bánh tét, mà hiện giờ mình đang ở ngoài miền Bắc, mình chưa được ăn bánh tét gần một năm nay rồi các bạn. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình để xem vợ mình làm bánh tét gồm những gì nhé, nó làm như thế nào và quy trình nó sẽ như ra sao các bạn nhé. Ở trên đây vùng Lạng Sơn, người do người đây ít, họ ít gói bánh tét lắm, chủ yếu là bánh chưng hoặc bánh bắp vai là nhiều. Còn mình ở dưới miền Nam, gói bánh tét hoặc cũng rất là ưa chuộng, được rất là nhiều người ưa thích. Đằng sau mình đây này, đây là cái quán tạp hóa của mình đây các bạn nhé. Ở đây bán rất là nhiều bánh này, bánh oxy, bánh kẹo, với lại nước ngọt đầy đủ, bia đồ có hết các bạn nhé. Sà bông giặt đồ, mì tôm, mì gói, nếu mà ai có đói nhu cầu thì cứ đến quán của mình nhé. Quán mình mở tuy rất là nhỏ nhỏ thôi nhưng mà có rất là nhiều thứ các bạn nha. Ở đây có đủ loại thực phẩm lạnh đồ có hết. Ở đây có cả kem đá và nem rán luôn các bạn nhé. Có ai có nhu cầu thì cứ đến quán mình mua các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vào bếp nha các bạn. Đây, vợ mình đang hiện giờ đang làm các gia vị với lại các đồ kèm theo để gói bánh đây các bạn. Đây, có những gì nào? Đây là có đậu xanh đây các bạn nha. Đây là đậu xanh. Đậu xanh này mình mua về nhưng mà mình đã luộc qua nước sôi rồi các bạn nha. Đã qua nước sôi rồi. Đấy, mình đang để khô. Còn cái bên đây là thịt heo. Thịt heo thịt ba chỉ các bạn để gói bánh. Hồi nãy mình có ướp rồi, mình ướp gồm muối này, bột ngọt này, với lại tiêu. Hạt tiêu xay nhuyễn đây các bạn nha. Với lại hành lá. Đấy, hành lá mình sắc nhỏ nhỏ rồi mình trộn lại với nhau mình ướp. Mình ướp cho nó thấm gia vị đi. Cái thịt heo này nó sẽ làm nhân ở trong bánh chưng, bánh quên, trong bánh tét các bạn nha, trong bánh tét. Đấy, dân này rất là ngon. Đây là phần da, đây có mỡ. Bánh tét có nhiều mỡ nó mới ngon các bạn nha. Đây có phần thịt nạc này. Đấy, thịt heo này nè, thịt heo, thịt lợn này là nó nằm ở giữa của bánh tét, nó làm nhân giữa. Còn cái bên là sẽ là đậu xanh để bao bọc quanh cái nhân thịt lợn, bắt đầu rồi đến thịt, đến gạo nếp các bạn nha. Đây, để hành mình sắc còn để chút nấu thịt, nấu rau, xào rau. Đây, cái bên đây mình sẽ ra đằng sau. Đây, ở đây có gạo, vợ mình vo gạo rồi các bạn nha, đang ngâm gạo nếp. Ngâm nó một thời gian mình sẽ gói bánh nó ăn nó ngon hơn. Đây, còn đây là lá chuối. Lá chuối vợ mình cũng cắt hết rồi. Cắt hết rồi. Làm cắt rất là vuông vắn, rất là đẹp. Đấy, miếng to có, miếng nhỏ có. Đầy đủ. Để xem một chút vợ mình gói bánh như thế nào, mình sẽ cùng vợ mình gói. Đây, ở đây là có một ít dây để buộc bánh các bạn nha. Vừa dây tre vừa dây ni lông, bởi vì trong đây mình chưa chuẩn bị được cái dây kia nên xài dây ni lông. Hôm nay trời thì không có nắng nên vợ mình lấy nước sôi trụng lá chuối cho nó dịu dịu đi để dễ gói, cho nó không bị rách các bạn nha. Đây, lấy trụng nó cho nó dịu lại, nó đã mềm đi. Đây, ở đây là khung cảnh đằng phía ngoài khu nhà. Đấy, ở đây có một con chó nhà mình, mỗi khi đây này nó rất là trung thành. Hôm nay nó mệt, nó nằm nghỉ dưới đây rồi. Đây có vài con gà đang ăn thóc.
Đây xe của mình đây. Hôm nay thì trời không có nắng các bạn nha. Hôm nay trời cứ âm u. Hôm nay là ngày lễ của đồng bào người Dao, ngày lễ kiêng kỵ nên không có phải làm việc gì cả, chỉ ở nhà làm việc nhà vòng vòng nhà thôi, còn mấy việc ngoài đồng áng thì không có làm. Chào các bạn, nhà mình có nuôi một con mèo con, nó rất là nghịch ngợm, nó cứ nhảy lung tung. Mình đang trả chiếu để bưng những đồ vật liệu còn làm bánh các bạn nha. Đây, con mèo nó cứ nghịch ngợm đây. Đây các bạn nha, bây giờ mình bưng nguyên vật liệu ra đây các bạn. Đây là thịt heo nè, đây là đậu xanh đây nè các bạn. Em ơi, bưng lá chuối ra vào đây giúp anh em ơi. Rồi. Hôm nay mình và vợ mình cùng vợ mình sẽ gói bánh nha các bạn. Gói tại đây luôn. Đây. Đây đây, đây là lá chuối các bạn nha, cái mâm. Đây. Thường gói bánh á, mình thường học ở mẹ mình. Mà vợ mình không biết học được ở mẹ mình cái gì rồi. Năm ngoái vợ mình cũng làm gói bánh rất là đẹp các bạn nha. Bây giờ vợ mình thể hiện xem nó sẽ như thế nào. Đây sẽ như thế nào. Đây các bạn, vợ mình đang xếp lá chuối đây, chuẩn bị để gói bánh đầu tiên đây. Đây, đây là thịt heo đây. 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 Đây các bạn, sau khi mình rải gạo nếp xong rồi, bây giờ mình rải thêm một lớp đậu xanh lên thật đều, rồi mình sẽ cho thịt nằm ở giữa, nhon ở giữa. Đó, sau đó mình sẽ phủ thêm một lớp gạo nếp lên trên đấy. Trong khi giờ mình đang làm, con mèo con nghịch ngợm đang ngồi ở đây đây các bạn. Chú mèo nghịch ngợm đây, nó đang ngồi đây. Đây, xem quy trình gói như thế nào. Là gói bánh đây. Trước tiên là mình sẽ buộc để cố định cái cuộn lá chuối này lại, cố định nó lại đấy, làm rất kỳ công các bạn nha. Vợ mình là người Bắc nhưng mà sau một thời gian làm dâu người Nam cũng biết gói bánh tét rồi đấy các bạn. Ở ngoài Nam thường lấy dây buộc, thường làm bằng dây lá chuối luôn các bạn nhé. Nhưng mà hiện giờ ở đây không có dây lá chuối, sẽ làm bằng dây tre, dây lạc tre với lại dây ni lông đây nè. Đấy. Sau khi mình làm xong, mình để đứng lên để gạo xuống cho nó đều. Và mình cắt bỏ lớp trên. Đấy, sau đó mình gói lại, mình bẻ cái đầu nó xuống, rồi mình điều chỉnh nha các bạn. Đấy, mình bó cái đầu nó lại. Sau một thời gian rất lâu rồi, vợ mình chưa gói bánh, bây giờ vợ mình đã gói lại. Nhưng nhìn cái bánh nó hơi lạ lùng đấy các bạn. Đây, cái bánh này hơi mập ú. Đây. Đẹp tuyệt vời luôn, còn chơi. Đây, cũng gọi là khá là tốt. Trong thang điểm 10 điểm giờ là được khoảng 7 điểm rưỡi rồi các bạn. Nói chung làm dâu Đồng Nai cũng đâu phải là dễ đâu, nhưng mà nó không là khó đây các bạn. Đây. Hiện giờ trời ở ngoài đang mưa nha các bạn, nên nó hơi ồn tí.
sau đây tiếp theo là đến mình gói bánh nha các bạn. Mình sẽ làm một cái bánh xem như thế nào, mình sẽ làm xem như thế nào. Đây, vợ mình sẽ làm công đoạn đầu, mình làm công đoạn tiếp theo. Đấy, bỏ vào một miếng thịt heo, hai miếng. Đây, bắt đầu bỏ đậu xanh vào. Công đoạn này nó rất là khó các bạn nha, nếu mà mình không quen tay thì rất là khó. Sau một hồi mình gói bánh, mình gói được 6 cái bánh các bạn nha. Mình gói được 3 cái, vợ mình gói được 3 cái. Đây, thấy đẹp không? Thấy đẹp không các bạn? Đây. Đây chưa đẹp bằng hồi lúc trước gói rất là đẹp. Cái này bây giờ không có dây chuối nên sử dụng bao dây ni lông. Đây, đang bỏ vào nồi nước để một chút mình nấu lên. Được 6 cái, hôm nay mình làm đủ ăn thôi các bạn, không làm nhiều. Giống như em quay sao lúc nào anh cũng giữa cái ô vuông ở giữa đây này, là giữa cái màn hình đó. Nhưng mà tí sợ em nó la kêu. Giống như xíu à, nếu bạn cầm xíu. Đâu, kim ghế. Chào các bạn, sau khi mình gói bánh xong rồi, bỏ vào nồi rồi, bây giờ đến công đoạn là quan trọng nhất là nhóm lửa để nấu bánh các bạn nha. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa. Đây, trong bao này các bạn biết cái gì không? Đây là lá thông để nhóm lửa, để dễ cháy. Ở khu vực mình ở rất là nhiều cây thông các bạn nha, nên cây thông á, nó có nhựa và cái lá thông rất là nhỏ, nó dễ rất là khô, rất là dễ cháy. Để mình thường tận dụng lá thông mình nhặt bỏ vào bao để chậm lửa các bạn. Đây, mình sẽ đốt lên. Đấy, khói lên rồi đây các bạn, khói bay lên rồi. Đã có lửa lên đây. Ở đây có rất nhiều củi đây các bạn. Cây củi này là từ cây
sim đấy các bạn, bụi cây sim ấy. Ở đây cây sim mọc rất là nhiều nên người dân ở đây chặt cây sim người ta làm củi để chụm lửa. Thay vì sử dụng bếp ga nhiều, thường trên đây sử dụng bếp củi. Đấy, lửa đã cháy lên rồi các bạn. Nó cháy thật là to. Và lửa to. Đây. Chào các bạn, sau một hồi mình chậm được lửa nó cháy lên rồi. Bây giờ mình sẽ nhấc cái bánh lên và mình nấu với các bạn nhé. Quá trình nấu bánh là vào một thời gian cũng khá là lâu. Nên trong khi mình nấu bánh mình có thể làm nhiều việc khác. Đây, hiện giờ bánh đang trong đây các bạn nhé. Đây, mình chậm lửa mình nấu. Thường mỗi khi nấu bánh á, vào dịp Tết á, mọi người thường quay quần với nhau nấu. Nhưng mà hiện giờ mình chỉ nấu ngồi có một mình à. Tại vì bởi vì hôm nay là cũng ngày bình thường thôi. Vì mình thèm mình làm mình ăn thôi các bạn. Đây, mở bánh đây. À, xin chào các bạn. Sau một thời gian mình nấu bánh rất là lâu rồi các bạn. Cuối cùng bánh đã chín rồi, thành một sản phẩm rất là đẹp các bạn. Bánh chín rất là đều và đẹp. Đây này các bạn, đều và đẹp, thấy không? Đều đẹp. Đây nó có một cái sợi tóc nữa, cái bánh có sợi tóc đây các bạn. Đây giống sợi tóc, đây là cái bánh. Đây là bánh tét nha các bạn. Bánh tét của mình là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 khứa. Mình sẽ cắt thành 6 cái khuôn bánh ra xem nó sẽ như thế nào các đây các bạn. Bánh rất là thơm và còn đang nóng đây các bạn. Mình vừa vớt lên và để ráo nước rồi. Cái bánh tét này á, thường vào dịp Tết á, mình thường ăn kèm với lại củ kiệu nè, hoặc là cà rốt ngâm chua đồ với lại xúc xích hoặc là nhiều thứ khác ngon, ví dụ như kim chi hoặc là rau cải, dưa muối đều rất là ngon đây các bạn. Bánh này là mình làm đấy các bạn. Còn những bánh này là vợ mình làm đây này. Công việc mình thì làm cột bằng những sợi dây ni lông đây các bạn. Ở đây mình chưa chuẩn bị kịp những sợi dây bằng lạc hoặc tre nứa. Nên mình là cột bằng ni lông nhưng mà nó vẫn rất là đẹp. Bánh mình nó dài khoảng có một găng tay các bạn. Nhưng mà nó vòng khoảng cả này này các bạn. Đấy. Rất là to và đẹp. Đây. Hiện giờ thì mình cũng buổi tối rồi. Mình cũng tranh thủ mình quay cho các bạn xem nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ cắt ra xem để mình ăn và thưởng thức cho các bạn xem nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ cắt cái bánh bánh này trước nha các bạn. Đây, bánh này trước. Đây, bánh này đứng đây, bánh này trước mình sẽ cắt ra. Thơm quá các bạn. Thơm vị mùi tiêu nè, mùi thịt và mùi đậu xanh nữa các bạn nha. Đây. Đây, mình sẽ quay rõ cho các bạn nha còn nha. Đây, ở chỗ này hơi tối tí. Mình đang ngồi dưới bóng đèn. Đây. Đấy. Bây giờ mình thưởng thức một cái khứa bánh này trước các bạn nha. Mình lột ra những lá chuối hồi nãy mình gói nè. Bây giờ mình luộc. Mình đem lên mình nấu là khoảng gần 5 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Bây giờ nó mới chín đều rồi. Bây giờ mình bỏ bớt những vỏ lá chuối ở phía bên ngoài.
đây. Đối với người miền Nam, bánh tét thường không thể thiếu trong mỗi dịp Tết, thường gói để ăn và để tặng các gia đình quen thuộc hoặc là khách. Bánh tét này cũng có thể chưng lên bàn thờ đấy các bạn, chưng lên từ đầu Tết rồi sau Tết người ta cũng thể lấy ăn, cũng để khoảng được hơn một tuần lễ đấy các bạn. Thơm quá, bây giờ mình ăn miếng đầu nha các bạn. Bánh rất là dẻo của gạo nếp đây các bạn, vị mặn mặn của thịt nữa. Cái gạo nếp này lúc mà mình chuẩn bị nấu là mình có bỏ thêm ít muối đây các bạn nha, nên gạo nếp ăn rất là vừa miệng. Hai khứa bánh rồi, rất là ngon các bạn, no quá mình ăn không nổi. Bánh này ăn rất là ngon các bạn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thành quả của mình lại được như đây các bạn. Đây, hôm nay làm được 5 bánh. Đó, bên mình sẽ dành lại hai bánh để lại nhà ăn, còn bao nhiêu sẽ dành tặng cho mọi người xung quanh nha các bạn. Bánh này là gói theo phong cách ở dưới miền Nam, gia vị cũng miền Nam hết nha các bạn. Đây, bánh này nãy mình làm rất là ngon, nhưng mà mình làm cũng tuyệt vời bằng một phần của mẹ mình thôi, một phần ít của mẹ mình làm thôi. Mình gói rất là đẹp. Video đến đây là hết rồi các bạn, kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Mình là Tài. Chào tạm biệt.